Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ghé thăm lại Unafish tới tham quan coi có những cái dòng cá mới nào ha. Là nó có con màu hồng viền vàng đi. Đó, đó là dòng anti-S. Nó tên là mó bẻ màu cũng được hay là mó lưng cao cũng được, có nhiều con mà nó bắt mắt nhất ngay trước mặt mình luôn. Đó là con bò bông bi. Đặc biệt là khoảng hơn 2.5-3 ngón trở lên. Nó rất là dữ. Nó có thể ăn thịt, nó cắn chết mấy con cá khác luôn. Và nó có cái vây của nó trên xíu. Hai cái vây nó có cái chấm đỏ. Là biển Việt Nam mình cũng nhiều lắm. Nhưng mà do cái khai thác đánh bắt của Việt Nam mình có thể mà có nó một cách vô tội vạ quá. Có mà cái này thì hầu như đa phần là ít shop đặt về. Tại số lượng nó không được nhiều lắm. Còn con tôm bông này chưa thấy lần nào luôn. Dạ, vô chơi môn này là tại bị mấy con này. Còn bên cá biển này có một số dòng càng nhỏ sẽ càng có giá trị. Dạ, mà nhìn kỹ đó, lúc mà vô hồ nó ổn định nó căng ra. Nó căng ra là nó đều luôn. Nó có chơi con quyền hay không? Cái đó là mình phân ra được đó là demo tự nhiên hay là nhân tạo, và cái giá trị của nó cũng nằm ở đó. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay có dịp ghé thăm lại Unafish ha. Tại vì hôm qua thấy hai vợ chồng livestream có rất là nhiều cá mới, thì hôm nay mình sẽ tới tham quan coi có những cái dòng cá mới nào ha. Hello hai vợ chồng nha. Hello. Dạ, em đây chào anh Nam. Tuấn, chắc các bạn cũng nhớ Tuấn, ở đây là bé Tú. Dạ. Hai vợ chồng. Dạ. Giỏi luôn. Em hôm qua anh thấy livestream quá trời cá mới luôn à. Dạ. Hình như cũng hơi vắng hôm qua hả? Dạ, hồi hôm qua tụi em có live. Xong rồi khách sáng hôm nay cũng mới tới chốt một số khách nữa. Nên nó cũng vơi đi một phần rồi mà hôm nay cũng còn nhiều cá. Nhiều cá mới ha. Dạ. Ok, vậy bây giờ nhà Tuấn sẽ giới thiệu với mọi người là về được các bé cá biển nào ha. Rất là bắt mắt, rất là nhiều bán. Dạ. Nó giống như là cái hồ đầu tiên mà chỗ Đức đang quay mình là nó có con màu hồng viền vàng đi. Đó là dòng anti-S, nó là dòng thia. Ở cái màu sắc của nó rất là sặc sỡ, đó là dòng cá nhập. Nó giống như là nó vô hồ dành cho những cái hồ lớn á. Những hồ lớn vô nó sẽ lung linh lắm, nó sống theo bầy đàn. Mình có thể chơi và mình có thể chơi một hồ mình nhiều con chung cũng được. Nó cũng hạn chế đánh nhau hơn. Nó còn có cái con kế bên là con mó lưng cam. Đẹp quá. Cái đó cũng là dòng thuộc dòng mó, nó cũng có ăn sâu, nó cũng cái này kia, nó cũng dòng khỏe, nó dành cho những cái hồ mới á. Mấy anh em mình mới chơi mình cũng chọn những cái dòng cá hề nè, bóng mó thia. Đó là những cái dòng dễ, nó khỏe, nó cũng hạn chế bệnh hơn cho mình. Để gọi ở trên như cái phần trên cái bót đó trên này, cái bót đó trên đây, đó thì có một số dòng là bóng đuôi cam, nó hàng nhập, nó sẽ ăn riêu cũng tốt nè, và nó cũng có cái chức năng nữa là nó dọn thức ăn thừa ở dưới đáy của mình để nó sống từng đáy nên dạ, nên nó hạn chế những thức ăn thừa, hạn chế phát sinh nổ bay bóng cao từ nước của hồ mình. Dạ. Công nhận cá biển thì cái màu sắc của nó luôn luôn bắt mắt ha. Nhìn dạ, hút hồn thiệt. Bé vàng này cũng đẹp mà cái bé nãy cái dòng đó cái gì nè. Ba màu hả? Dạ, con mó lưng cam. Dạ. Nó tên là mó bẻ màu cũng được hay là mó lưng cao cũng được, có nhiều anh kia nhiều tên khác nhau. Dạ. Đẹp quá. Nhưng mà cái này như cái màu khi mà nó gọi là nó thoải mái, cái màu nó còn đậm nữa đúng không? Dạ, nó đậm hơn. Tại sự ở đây shop của tụi em bán á, giống như là tụi em cứ bốc ra bốc vô hoài, cứ đụng vào hoài, hay là anh em mình đứng đông quá con cá nó bị chết nó sợ. Giống như bên dòng cá biển này là nó cái quan sát của nó, ánh mắt của nó thông minh hơn con cá nước ngọt. Nó có sợ, nó có chết nữa nên là nó cái màu nó sẽ hơi bị nhạt một chút. Còn khi mà trên cái hồ chơi của mấy anh về, giống như là mình quen nè, hoặc là mình sẽ ít người đứng nhìn nó hơn, ít hạn chế đụng đang vô hơn, thì cái màu của nó sẽ đẹp hơn của shop. Chắc chắn 100% là như vậy. Dạ, ổn định tâm lý là đẹp liền. Ổn định tâm lý. Dạ. Dạ rồi. Đó, xong rồi giống như mình di chuyển qua cái hồ kế bên đó, có cái con mà nó bắt mắt nhất ngay trước mặt mình luôn. Đó là con bò bông bi đó, nó thuộc dòng bò. Con này nó có cái đặc biệt khỏe nhưng mà cũng hơi dữ. Dữ hả? Dạ. Và nó cũng có phá chút xíu san hô thôi. Phá chút xíu san hô. Tức là những cái dòng nào giống như mấy cái loa nhỏ nhỏ rồi, nói chung cũng tùy con nữa. Nhưng mà nó ngứa mắt thì nó móc ra nó nhổ ra luôn. Nó quậy với lại. Cũng quậy dữ à. Dạ. Còn nó có một cái thêm một cái nhược điểm nữa, như con như này, dòng này là dòng cá nhập của em nhập là nó nhỏ, dòng mini cỡ 2 ngón thôi. Nó ít hàng, nó hiếm lắm, thì những dòng nhỏ nó hiền thì không sao. Nhưng mà mấy bạn mình chơi mình có lưu ý một xíu, tất cả cái dòng bò bông bi, bò én, bò Picasso, bò gì nói chung có chữ bò đầu á, là mình lưu ý một xíu là hạn chế chơi những con bự. Đặc biệt là khoảng hơn 2.5-3 ngón trở lên, nó rất là dữ. Nó có thể ăn thịt, nó cắn chết mấy con cá khác luôn. Dạ, nó ăn với mấy con cá khác luôn. Dạ. Đó rồi, tiếp theo qua bên trái chút xíu nữa là mình có con thia. Cái này nó cũng là thuộc dòng thia, thia cam mắt xanh mà là con đực. Đó, con đực thì cái màu của nó sẽ đỏ qua và nó có cái vây của nó trên xíu. Hai cái vây nó có cái chấm đỏ. Đó, nó cũng đẹp hơn là con thia cam mắt xanh cái. Một hồi nữa chút xíu nữa mình di chuyển ra phía ngoài kia thì mình sẽ có những dòng thia cam mắt xanh con cái. Đó là nó đúng là thia cam mắt xanh luôn. Đây là dòng lưỡng tính nha. Lưỡng tính. Khi mà mới
mới sinh ra nó sẽ là tia cam mắt xanh là màu cam, là tất cả là cái hết. Khi nó trưởng thành nó sẽ chuyển qua là màu đỏ. Thì con nào mà đầu đàn á, mà nó to á, thì nó sẽ chuyển qua là con đực là nó thành màu đỏ. Như anh Đức đang quay. Hay dữ người ta. Mới đẻ ra là cái hết. Mà cái hết. Em thấy ở trong cá biển này á, lũng tính nhiều lắm. Nhiều vậy, giống như là những cái dòng hề cũng vậy, như con Maron nè hay Nemo vậy nè. Nó sinh ra nó đều như nhau hết, nhưng mà sau khi nó lớn lên con nào bự hơn thì là con cái, con nhỏ hơn là con đực. Nó tự phân chia ra. Tùy có con thì lớn là con cái, còn có con thì lớn nó sẽ di chuyển thành đực. Cái này chắc anh nghĩ chắc trong tự nhiên, tại vì nó gọi là quá rộng lớn đi hả? Đại dương quá rộng lớn, đâm ra là nó tự gọi là chuyển đổi giới tính của nó để cho việc duy trì nòi giống đó nè. Dạ, kiểu nó vậy ha. Dạ dạ. Đó, rồi mình di chuyển qua bên trái chút xíu nữa, phía trên nữa, đó là có một cái con cá. Nó không, con này là nó giống như là con Nemo vậy đó. Nhưng mà này nó cũng là thuộc dòng hề, chung thuộc dòng họ với Nemo, nhưng mà nó là Maron. Nó là một dòng cá tự nhiên, mà cái này là em nhập ở nước ngoài nó, chứ không phải là hàng Việt mình. Sao màu nó đẹp dữ vậy em? Việt Nam mình có sọc trắng. Còn ở bãi biển Việt Nam mình nó với lại có một số nơi người ta nhân tạo ra được nữa, nhưng mà cái sọc của nó nhân tạo là sọc trắng. Dạ, mình để ý kỹ là nó không có vàng giống con này, mà nó sọc trắng thôi. Nên nhìn có vẻ nó không có sang, nó không có đẹp bằng cái con tự nhiên này. Trời, cái này đẹp mà sang quá trời sang. Dạ. Với lại cái lúc mà nó bơi á, mình nhìn kỹ hai cái bay nó giống như hai cái múa, hai cái đầm múa gì đó. Nó dài hơn, nó dài hơn, nó lung lên hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Còn hai cái bay nó ra nhìn nó lả lướt hơn, đúng không? Dạ. Dạ, ở còn ở phía trên trong mấy cái bóp nữa là có những cái dòng tôm y tá. Những con này hồi xưa là biển Việt Nam mình cũng nhiều lắm, nhưng mà do cái khai thác đánh bắt của Việt Nam mình có thể một nó một cách vô tội vạ quá. Có thể là mấy anh xài thuốc nhiều quá rồi nó lung tung mới, rồi bãi biển mình ô nhiễm nữa, nên đa phần là hầu như bây giờ là không còn hiếm lắm, lâu lắm luôn. Là nhiều khi có mấy anh đánh bắt ở xa bờ á, ở ngoài mấy cái gọi là gần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đồ á, thì có thể có được một hai con chứ không có nhiều. Nên cái này đa phần của anh em cũng là nhập về, nên đúng là cái giá trị của nó cao hơn tôm bác sĩ một chút xíu. Nhưng mà nó cũng đẹp. Khi mà vô đèn cái hồ mình, cái ánh sáng của cái đèn san hô của mình cộng với cái hồ mình nó ổn định hơn, giống như chất lượng nước nó cũng đều hơn, ổn định, không có ra vô nhiều á. Cái màu con tôm của nó có thể là nó đậm hơn, nó tươi hơn, nó rõ nét hơn, nó cũng đẹp lắm. Nó cũng giống như con tôm bác sĩ như vậy, đỏ đậm mà còn râu trắng nữa. Râu chân trắng. Dạ. Anh quá thấy đẹp. Nó giống tép su la bên nước ngọt. Nhưng mà màu nó gắt hơn nhiều. Dạ, nó đẹp hơn. Dạ rồi, mình di chuyển qua mấy cái kế bên nữa. Đó là như ở dưới đây. Đó, mình có một cái dòng cá này là con diều hâu. Đó, con này nhìn nó cũng rất là lạ. Nhìn nó có vẻ nó hàng hiếm ở bên Nhật á. Nó hàng hiếm ở Việt Nam mà hàng hiếm kể cả nước ngoài luôn. Đó, và cái này thì hầu như đa phần là ít shop nhập về. Tại số lượng nó không được nhiều lắm. Nên giống như là thật sự cái này cũng nói thiệt là những shop nào mà làm việc trực tiếp mới chạy được, hay là có cái kinh nghiệm nuôi dưỡng tốt thì mới dám nhập về. Thứ nhất là giá trị nó cao, thứ hai nữa là hàng nó rất là hiếm. Đó, mà con này mình nhìn vô mình thấy nó có vẻ là nó dữ tợn hay là nó ghê vậy á, nó chất nó hiền khô à. Nó không có cắn mấy cá khác. Giá trị nó cao rồi, nó tầm khoảng bao nhiêu có thể bật mí? Dạ. Em bán là 1,5 triệu. Con này dạ, em bán ra là 1,5 triệu. Dạ. Cũng không cao lắm. Dạ. Anh tưởng cao rồi, phải mười mấy củ rồi, có giờ chứ. Này nhìn là biết fan của Rob cái gì, Rob Tia rồi. Nhìn đi trang áo luôn. Dạ. Còn ở trên nữa cũng vậy, ở giá này cũng, ở phía trên bot cũng vậy. Của này em cũng để mấy con tôm y tá. Với lại bên phải của mình thì có con tôm bông. Con tôm bông này thì nó rất là dễ thương, nó rất là đẹp. Con tôm bông này chưa thấy lần nào luôn. Dạ. Tôm bông cũng vậy. Dạ, cũng ít hàng á, nhưng mà cái này hàng Việt Nam thôi chứ mình cũng không cần phải nhập. Cái giá thành của nó thì nó đáng lý ra cái giá thành nó sẽ cao lắm á. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó ăn sao biển, nên là cái giá chịu nó bị tụt chút xíu. Nên phá số anh. Dạ, nó đẹp phá quá. Dạ, nó đẹp mà nó phá quá. Dạ. Rồi mình di chuyển qua ship anh trái chút xíu nữa. Còn có con sao biển, con sao này là nó sao đá. Nó cũng giống như sao đỏ vậy đó, nhưng mà nó trắng đỏ chứ nó không có đỏ không. Dạ. Rồi mấy cái bóc ở bên này. Dạ rồi, quay lại phía trên chút xíu, phía trên bóc là giùm em. Có con này em cũng đang dưỡng riêng á, dòng này là dòng Trạng Nguyên. Trạng Nguyên. Dạ, nó tên của nó là Trạng Nguyên, con này là Trạng Nguyên xanh lá. Trạng Nguyên thì nó phân ra thành nhiều loại. Như mấy cái lô trước của em về có Trạng Nguyên đỏ nè. Rồi ở trong có Trạng Nguyên bảy màu nè, Trạng Nguyên xanh lá, rồi Trạng Nguyên đỏ nữa. Trạng Nguyên bảy màu mình xuất đi hết. Hình như là nó còn được một con hai con gì hay nó hết rồi. Mà sao nó có cái tên nghe học giỏi dữ vậy? Em có biết tại sao nó được đặt cái tên này không?
Nè em cũng không biết luôn. Ừ, em cũng thắc mắc, em nói sao chứ có, nó có cái tên là Trạng Nguyên ta. Em thắc mắc mà em cũng chưa có biết hỏi ai hay để có dịp nào đây. Em hỏi một số ông anh em nữa coi mà ông phân tích nó như thế nào. Coi sao đặt cái tên nghe thấy dạ, ngọc lỗi dữ à. Dạ. Rồi mình di chuyển qua tiếp cái hồ ở bên trái của mình nữa, thì ở trên bóp cũng có những dòng Trạng Nguyên xanh. Đó, em đang phân ra để em dưỡng cho ở trên. Tập cho nó ăn Atami á. Dạ, thường tại Trạng Nguyên nó chỉ ăn bóp. Dạ, tại dòng Trạng Nguyên này cái miệng nó nhỏ nên nó ăn những cái con bóp ở trong hồ, những cái con đó là mình cũng không có nuôi trồng được, nó sẽ tự phát sinh ra trong hồ mình khi cái hồ mình đã đủ dưỡng rồi. Khoảng từ bắt đầu tháng thứ 3 trở lên là hồ mình sẽ phát sinh những con bóp, nó li ti, nó giống như mấy con bò bò bên hồ nước ngọt mình vậy đó, nó nhỏ xíu vậy đó, thì con này nó sẽ ăn. Nhưng mà bên em hả, cũng như có một cái cách giống như là tụi em sẽ gọi là giống tìm hiểu được, tụi em sẽ thuần cho những con nó ăn Atami sống luôn. Thì đó chính là dinh dưỡng nó sẽ tốt hơn, con Trạng Nguyên nó sẽ khỏe hơn, nó sống lâu trong hồ mình hơn. Nó sẽ tốt hơn. Nó còn ở trước máy của mình luôn là cũng có một cái dòng thia, nó giống như những dòng thia kia vậy, nhưng mà nó dòng nó dòng ai hết, nhưng mà nó là con thia vàng. Nó màu vàng và nó bơi cũng rất là đẹp. Dạ, mà cái này nó cũng sống theo bài đàn được. Hồ của mình mà lớn á, mình nuôi nó nhiều con trong một hồ á, nhìn nó cũng đẹp quá. Anh cũng thích đẹp. Những cái dòng cá mà nó bơi theo đàn á. Dạ. Rồi bỏ nhiều tiền vô thấy nó tiền nó bơi qua bơi lại coi đã. nhưng mà anh Nam thích rồi nha, chứ còn bên cá biển này á, cho dù mình có nhiều tiền nữa nhưng mà có một số dòng mình không có nuôi nhiều được. Anh lắm giống như dụ như dòng Maron đi, nó đẹp vậy đó, anh thấy cho hai con nó khịa nhau chỗ kiến không. Nó cứ ủi ra hoài vậy đó, là vừa cái đó là một hồ mình chỉ nuôi được một con thôi. Còn trừ khi nào một hồ mình 1.5-2m trở lên á thì có thể nuôi được con thứ hai, nhưng mà là cũng hên xui lắm. Còn đa phần ở bên em đây, em sẽ ngăn kiến ra và em sẽ bỏ cái bót để em gọi là em bắt cặp á, tức là cho nó quen mặt nhau, tức là nó cắn ra hoài mà nó cắn không được thôi, cái bắt tay mình là bạn luôn. Đó là bạn luôn, thì bắt cặp được vậy thì thật sự là em sẽ bán cái giá nó sẽ cao hơn. Chứ bắt cặp khó lắm. Dạ, còn đa phần mà mình thả vô là nó sẽ đánh một sống một chết, nó không cho sống chung. Tính lãnh thổ cao đúng không? Dạ, nó bảo vệ cái chỗ sống của nó. Dạ. Rồi mình di chuyển qua cái hồ ở bên trái ở phía trên nữa, thì ở phía trên bóng của mình cũng có được những cái dòng bóng đuôi cam. Những cái dòng này sự ba phần bên em khách cũng chuộng lắm, tại vì nó đẹp, nó khỏe, nó có nhiều lợi. Nó ăn rêu rồi nó ăn thức ăn thừa của mình á, nên cũng có nhiều anh thích, nên bên em nhập về số lượng cũng nhiều hơn mấy sản phẩm kia một chút xíu. Đẹp quá. Dạ. Rồi mình di chuyển qua tiếp cái hồ ở kế bên đây luôn. Dạ rồi, di chuyển qua bên trái bên này chút xíu nữa của mình là em có được đó. Những cái con bắt mắt nhất hiện ra luôn là Dory. Nó cũng là cái biểu tượng của biển cả, Dory và Nemo là hai con cá. Và đa phần kể cả anh, kể cả chị hay là kể cả những bạn nhỏ cũng vậy, vô chơi môn này là tại bị mấy con này. Dính à, vậy đó. Dạ, dính đó. Dạ đúng rồi. Mà lần này thì em về được một số size nhỏ xíu thôi. Tính ra là chắc em đưa cái máy vô không biết là có mừng tượng không, chắc nó cỡ ngón cái, nó nhỏ hơn ngón cái của em nhỏ nữa hơn. Và nó một bầy luôn, nhìn nó dễ thương lắm. Dễ thương quá. Mà cái này dạ, ở lâu lâu mới có được những con nhỏ vậy, đa phần là hàng cũng bự, cỡ hai ngón rưỡi. Còn lớn nữa nhưng những con không có giá trị là cỡ 2.5-3 ngón trở lên đó, 3.5 ngón nữa, những con đó càng rẻ. Tại vì nó bự quá, nó không có được đẹp, nó không có dễ thương. Còn bên cá biển này có một số dòng càng nhỏ sẽ càng có giá trị. Hôm nay em đi anh mới thấy mấy bạn này mà size nhỏ mà bơi một đàn vậy nhìn cũng dễ thương á. Dạ, đó còn có những cái con mà vàng vàng nhỏ nhỏ nữa phía bên phải bên dưới vậy đó. Đó là những con nẻ bút. Nẻ bút hả? Dạ, nó tên là nẻ bút. Thật sự lúc trước biển Việt Nam mình rất là nhiều, khoảng cỡ 2-3 năm trước hơn á, biển rất nhiều, mà nó cũng giống như tay người ta đó, do cách đánh bắt có thể là không biết lý do gì đó, biển ô nhiễm hay là đánh bắt gì đó mà là biển chúng ta cũng không có còn nhiều. Và đa phần cái này là tụi em cũng phải nhập ở nước ngoài về là chính. Đó dạ, nên là nhiều khi cái giá của nó cũng có thay đổi. Nhiều khi hồi xưa biển Việt Nam mình nó có 300-350 một con, bây giờ nó lên tới 800-900 một con. Nó tùy vô mùa và tùy vô cái số lượng của mỗi cái đợt mà nhập về nó khác nhau. Uổng ha. Đó, dạ, còn qua bên trái nữa có cái con nó giống như cá dĩa bên nước ngọt vậy đó. Con này là con chim dù biển đỏ. Chim dù này mình nhìn vô á, nó sẽ có hai loại, một loại là chim dù Việt, tức là con chim dù đó cái màu của nó sẽ trắng hơn, nó vàng vàng hơn. Với lại cái vây của nó bị đứt khúc, giống như cái vây trên của nó đứt xong nó liền tới bay sau. Nó không còn con này là con này liền luôn, con chim dù biển đỏ. Dạ, mà nhìn kỹ đó, lúc mà vô hồ nó ổn định đó, nó căng ra là nó đều, đều luôn. Với lại những cái sọc quân của nó nhìn nó cũng có vẻ sang hơn. Nên cái giá trị của nó cũng cao hơn cái con chim dù biển, chim dù Việt của mình một chút xíu. Dạ. Nó còn ở phía dưới, bắt đầu mình di chuyển xuống hồ phía dưới của mình. Hôm nay cái hồ này mới set up thôi em. Cái view dạ. Hồ này lạ lần trước nè. Hai con yên ngựa, dạ. Em quên con yên ngựa, dạ đúng rồi. Anh Đức mới nhắc em nói cái là có con yên ngựa đó là dòng thiên thần. Con này á,
con này thì á, dòng dòng thiên thần thì là nó phá san hô, con này em vừa mới về nên nó hơi mệt nên nó còn nó có trong thiên thần hả? Dạ nó là dòng thiên thần. Thiên thần mà phá quá, thiên thần dạ. Thiên thần dòng, hay phá quá. Dòng sim nè, thiên thần nè, dòng đào hoàng đế nè, bò, đó là những cái dòng mà những cái bạn mà mới vô chơi nên lưu ý. Nó tên của nó mà có những cái dòng đó hay những cái tên đầu đó là phải nhớ để kỹ hồi san hô mình. Nó vô nhiều khi một đêm nó xử sạch sẽ luôn. Này thiên thần gì rồi. Dạ. Rồi mình di chuyển hỏi dưới giống như anh Nam mới nói là tụi em mới làm lại nè. Thật sự thì tụi em cũng không có làm gì hết trơn á, mà là do cái hồi giữa san hô tụi em nhập về nhiều quá. Tụi em không có cái chỗ để chữ á. Nên là những cái giống như là cây dương sĩ nè, những cái này, là tại sao em để ở đây là do là không có cần quanh họ. À. À, dạ, với lại nó dễ, nó khỏe nữa nên hồ kiểu em chật quá thôi nên em quăng nó qua bên này đỡ. Đó, với lại để cho cá nó chơi ở trong luôn. Đó, thì mình nhìn vô thì cũng thấy lại một số dòng cá cũ giống như là maron nè, mó lưng cam nè, chim dù nè. Đó, và có thêm một đàn mà mấy bạn đang nhìn thấy rõ hơn nữa đó, tức là sọc trắng đen đó. Đó những dòng ban gai. Đó, những dòng này mình nhìn kỹ nó cũng rất là sang trọng và nó sống theo bầy đàn được. Dạ. Đó, cái này là cũng cá nhập nên là cái giá trị của nó hơi nhỉnh hơn mấy cá kia chút xíu. Trị giá nó khoảng 650 một con là giá bình thường. Dạ. Đó, rồi sau mà mình di chuyển qua bên trái nữa có con mó chuối. Đó, cái này nó cũng là dòng mó, nó cũng có lợi là ăn sâu, nó cũng tốt cho hồ của mình và nó cũng có một cái không biết là ưu điểm hay nhược điểm, tại có anh nó thích thì là ưu điểm, còn không thích thì là nhược điểm, tức là tối nó chui xuống cát nó ngủ. Đó là tối nay nó mất tích luôn và tới sáng nó mới chạy lên. Nên là nhìn nó đẹp. Này tùy vào sinh hoạt của gia chủ. Dạ. Gia chủ nào thức khuya là thấy nó đẹp, còn gia chủ nào mà ngủ sớm thì thấy nó chán. Dạ. Nó nhiều kêu là mó chuối là nó xanh như nó vàng như trái chuối vậy á. Dạ đúng rồi, nó dòng mó mà nó vàng chuối nên là kêu nó là mó chuối cho nó nhanh. Dạ. Rồi, anh Đức mình có thể di chuyển ra phía trước à. Anh Đức đi trước ha. Em với anh Nam đi sau. Okay. Mình nói không mình đi sau đi. Rồi, cho em ra sau lưng nha. Đó. Rồi, size lớn hơn rồi. Dạ, ở hồ này cái mà bắt mắt nhất anh em mình đang thấy luôn tức là Rory. Đó là những cái size này gọi là những cái size chuẩn nhất trong cái dòng tan dòng Rory này. Là khoảng hai ngón hơn chút xíu. Nó là dòng đẹp nhất và cũng có thể nói là dòng khỏe nhất. Em không tính nó với con mà dòng 3-4 ngón nha, càng bự thì càng khỏe rồi thì không nói, nhưng mà bự nó không có giá trị. Bự quá là xấu. Dạ, nó xấu với lại nhìn nó thô lắm. Thô, nó không rồi. Có sang. Dạ. Đúng rồi. Đó, còn cái size cái này là ok nhất. Đó, còn mình quay qua bên trái bên phải của mình. Đó, có những con Nemo nó màu trắng, màu đen hay màu trắng, mỏ màu cam vậy đó. Đó là cái này là nó nhiều, nó thuộc dòng nên mình nói chung chung đi. Giống như là bò sữa hay là mocha hay là nói chung nó nhiều tên mà mình nói chung chung là nó Nemo đột biến thôi. Những cái dòng này thì là do con người mình nhân tạo ra. Mà cái đột biến này là mỗi một cá thể là nó sẽ có cái hoa văn khác nhau chứ đâu con nào giống con nào đâu đúng không ta? Dạ đúng rồi. Giống như là năm như hồi nãy em cũng có nói đó, tức là mỗi nó có nhiều tên khác nhau. Giống như là bò sữa, mocha hay là tên MCD đó, tức là mỗi tên là nó có cái hoa văn nhỏ khác nhau. Ví dụ con nó trắng nhiều hơn, con nó đen nhiều hơn. Như hồi lần trước em có về được ba con đen hết luôn. Đen thù lù luôn, nhìn xỉa lắm luôn, nhưng mà cái đó là biết nay đó. Dạ trùng hiếm lắm, nhưng mà vừa về là khách chốt hết liền luôn. Nên là anh em mình không có cơ hội để quay nó. Chứ không thôi mình quay nó cho nhiều bạn mới coi, nó thích thú lắm, nó đẹp lắm. Ok. Dạ. Hàng hiếm quay lâu lâu xuất hiện. Dạ nên mình vừa về là mình hết liền rồi. Rồi mình quay xuống hồ phía dưới của mình nữa. Đó, tức là nó cũng là quay lại một số dòng cá cũ. Nó giống như là maron, nhưng mà con maron này là maron sọc trắng. Như hồi nãy em nói với Nam nè, con này nhìn nó có vẻ nó không sang mà con sọc vàng. Đúng rồi, nó tối màu hơn. Nó tối màu hơn, với lại cái sọc nó màu trắng á, nhìn nó không có được đẹp. Cái kia sọc vàng nó làm nổi lên cái phần màu nâu nâu cái của nó ha. Màu đỏ sậm của nó. Dạ, đúng rồi, nhìn nó xịn hơn, nó sang hơn. Đó, nên là cũng có nhiều anh thích hơn nên giá trị nó cao hơn con này chút xíu. Bé này nó to, nó nhìn hai cái vây nó giống như là múa quạt vậy đó bạn. Dạ. Múa mà đảo liên tục luôn á. Dạ. Đẹp ghê. Nó múa nhìn đẹp lắm. Đó, còn bên trái của mình nữa thì cũng có nẻ bút, chim dù. Và phía sau cục đá có cái con đó nó hơi nhát, nó trốn trốn á, đó là con nẻ nhật. Để chắc chút xíu mình quay vô hồ khác chứ cái đó con nó nhát quá. Nẻ nhật nó cũng là nhiều anh thích lắm luôn. Cũng rất là đẹp luôn. Cái giá trị của nó cũng cao xíu nhưng mà cũng đặc biệt luôn. Nó rất là dễ bệnh. Giống như nó nhạy. Hồi xưa có thể nói giống như Dory dễ bệnh nhưng mà con này mới gọi là dễ. Nó được anh danh là thuần nấm luôn á. Nó còn hơn Dory nữa, tức là nó nhạy quá. Nó giống như là, mà đặc biệt những cái hồ bé quá là sẽ không chơi được. Giống như qua bên này khách của bên em mà qua mà mua cá bên em, giống như em thường hay hỏi quan tâm, tức là quan tâm hay là hỏi là hồ của anh chị hay là cái thứ bao nhiêu đó, đa phần một hồ 50-60 trở xuống á thì có thể em sẽ không bán con này cho khách. Khuyên em là không nên chơi luôn. Khuyên, dạ nó cho em không nên chơi, tại vì chắc chắn hồ 50-60 là khó mà dưỡng được. Đa phần phải hồ 80m trở lên, chung hồ càng bự á sẽ càng dễ dưỡng nó, tại vì cái con này nó cần lưu lượng nước hơi lớn. Nó cũng hơi khó, hơi nhạy. Dạ
Đó rồi, mình di chuyển tiếp theo qua cái hồ bên này. Quá ok luôn, mình có kinh nghiệm thì mình sẽ tư vấn cho khách là nên chơi cái nào và không nên chơi cái nào ha. Dạ, thì thật sự cái đó nói về cái vấn đề lợi nhuận á, thì thật sự là shop nào cũng cần và em cũng rất là cần lợi nhuận. Chứ không phải không, nhưng mà nói chung đã này mình tư vấn mình có tâm một chút xíu. Thứ nhất là mua con cá mà không đúng về, thứ nhất là con cá nó chết thì cũng tội con cá. À, thứ hai nữa là giống như mua về mà là chết vậy khách cũng uổng tiền. Đúng rồi. Và hai là tội con cá. Giống như cái lương tâm nghề nghiệp thì em cũng khuyên khách là nên mua con nào nên chơi con nào. Đúng rồi. Kể cả những cái hồ mới như em nói nãy, những cái hồ mới là mình nên chơi những cái dòng như là bóng mó thia nè cho nó khỏe. Khi hồ mới bắt đầu qua tháng thứ 3, thứ 4 trở lên rồi á là bóp nó nhiều, san hô ổn định, tất cả cái hệ thống nó tốt rồi thì mình mới chơi qua những cái dòng nó là dòng tan, dòng kia này nọ lung tung hơn. Ừ. Để những tại những cái dòng đó nó nhạy hơn. Ừ. Đó nên là sự bên em á lợi nhuận tại cũng cần hết cho em tư vấn rất là rõ cho khách để nên cái nào cho nó hợp lý. Đâu nhưng mà tư vấn vậy dạ. Đúng tại khách về nuôi mà tốt mà đẹp thì người ta quay lại ta mua nữa. Còn dạ. Về nuôi mà èo ô hoặc là gì quá nản luôn. Dạ với lại đó giống như những cái này kia cũng nói về nam vậy đó. Thật sự là lợi nhuận tiền ai cũng thích hết nhưng mỗi một shop sẽ có một cách làm việc nó khác nhau. Ừ. Thật sự bên em làm em không có muốn giống như cái kiểu mà làm bật chợt quá. Ừ. Giống như là gơ được bao nhiêu gơ khách. Thật sự tiền ai cũng muốn lấy hết. Nhưng mà nói thiệt cái này vừa giỡn cũng vừa thiệt. Chứ giờ anh Nam là người mới chơi tới đi. Ừ. Em sẽ tư vấn cho anh một cái hồ làm sao để cho nó có thể là rõ nhất, kỹ nhất có thể. Có thể là em không lấy được nhiều tiền của anh Nam ban đầu, nhưng mà có thể em sẽ lấy được nhiều tiền của anh Nam sau lắm. Đúng chính xác. Tại vì anh Nam chơi cái hồ đó vụ giờ bây giờ em không tư vấn kỹ đi. Anh Nam bỏ tiền đóng ra cái anh Nam thấy u cái hồ này mệt quá mà cá nó chết nữa. Ừ. Cái em vô hồi anh nản hồi anh nghĩ không chơi luôn. Rồi. Vậy suy ra em lấy được tiền của anh có lần rồi. Ừ. Còn em phải tư vấn kỹ thôi, hồi lấy ít thôi. Nhưng mà anh Nam chơi được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm là em lấy được có lắm hoài luôn. Lắm hoài luôn. Dạ, cái này là cái là một là lương tâm nghề nghiệp, hai nữa là tính xa. Tính xác nó phải là vậy em ơi. Dạ. Chứ còn vô mà bốc phốt quá là không được đâu. Dạ, đó mình quay tiếp theo cái hồ cá của mình nè. Ở bên này đi, mấy bạn cũng thấy những cái màu nổi nhất là những con thia cam. Mấy như hồi nãy em có nói với anh Nam vậy đó. Đó này là những cái con như là những cái con thia cam mắt xanh. Đó, cái này là mình nhìn vô mình thấy rõ luôn là thân nó màu cam, mắt nó màu xanh. Nó rõ ràng luôn. Đó, và tiếp theo ở như con này nè, đó là nó cũng đỏ đỏ nè, đó này cũng là con thia cam mắt xanh đực. Trên thấy mắt nó tím em ơi. Dạ, thì nó màu xanh tím tím vậy. Nó có lem qua chút xíu. Dạ. Tím đẹp. Dạ. Còn tiếp theo nữa là có những cái dòng Nemo đột biến cũng vậy. Đó như mấy con này nó lại khác mấy cái hồ bên kia. Đó, anh Nam thấy cái nó màu đen nó nhiều hơn. Đúng rồi. Đó, mấy con bên kia thì màu nó ít hơn. Đó, tức là trong này nó muôn màu lắm. Hình như là nó có tới mấy chục dòng á. Nếu Nemo đột biến á, nó nhiều lắm. Người ta đặt cho nó rất là nhiều cái tên. Nó giống như là trước mà ta đọc phân gọi là sao giống nhân tạo nó ra vậy đó. Giống như kiểu hình xui chứ người ta cũng không có nhân tạo được một loại nào. Giống như nó ra một bầy một đàn đó, dù con nào sao người ta phân nó tên nó tên nó tên nó ra vậy. Ở như cái gen nó thứ mấy vậy đó, nó chia ra. Đó dạ từ từ. Đột biến mà, đột biến thì nó gọi là sao ta, nó random, nó tự dạ, nhiên. Đúng rồi. Cái gì nó gãy nó ra cái kiểu hình nó mỗi con mỗi kiểu. Dạ mỗi con nó mỗi kiểu nó khác nhau dạ. Mấy cá đều kẻ mắt tím rồi này nọ. Dạ giống như sao mắt vậy. Dạ đó rồi, mình quay xuống hồ dưới của mình. Cũng mấy cá mình đưa máy ảnh vô cái là nó sợ nó chạy trốn cái cục đá phía sau hết trơn rồi nên mình không có quay được. Ở hồ này có một bé yên ngựa cũng khỏe lắm, lanh lắm luôn. Tại vì bé ngựa này em về hồi đợt trước đó nên là em dưỡng lâu lắm, nó khỏe nó phía sau lắm, nó trốn phía sau rồi đó. Nó cũng dòng thiên thần. Khi mà cái đèn về nhà cái hồ cái dòng yên ngựa này á, nó có một cái đẹp rất là đặc biệt, tức là về cái đèn san hô của mình á, khi mà cái quát đèn nó đủ lớn hơn, nó mạnh hơn cái quát dưỡng cá của em này, thì cái ở trên lưng nó sẽ hiện ra một cái lằn. Nó phản quang, nó dễ quang giống như cái yên con người đó nên người ta gọi đó là yên con người đó. Nhìn nó đẹp lắm. Nó ánh nhìn đẹp lắm. Dạ mà bé sợ quá, bé trốn ở phía sau rồi. Không mà anh thích ví dụ như cái tên đó là mình thích cái đặc điểm nào để người ta đặt cái tên đó đó. Dạ đúng rồi. Ví dụ dạ, như dạ, yên ngựa dạ. Này là nó ánh lên cái giống như cái yên ngựa đúng không? Dạ đúng rồi, nó cong lên nó có cái lằn ở trên. Dạ luôn nữa. Giống như nói là mình có thể mình mường tượng liền. Mình dễ nhớ, nó không quá phức tạp về cái tên. Dạ. Rồi thôi mình di chuyển qua bên này đi, bé đó nó sợ hết trơn rồi. Ở bên này mình thì cũng quay lại một số dòng cũ như là những cái dòng Nemo thường, rồi ants vệt hồng, rồi maron với lại thia cam mắt xanh chim dù. Nhưng mà nó có một cái lạ nữa là có ba con mà anh Nam thấy nó trọng đúng rồi đúng không? Rồi cái này thật sự là tụi em gọi nó là cá đào. Cá đào à? Dạ nhìn nó giống như cái đào dây kiếm vậy đó. Nó cứ chúa cái mỏi, nó chúa nó bơi đó. Hồi bữa em về một đàn nó khoảng cỡ 30 con trong cái hồ này á, anh Nam nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà anh chưa biết cái miệng nó nằm ở đâu, cái đuôi nó nằm ở đâu. Dạ cái đuôi nó trên, cái miệng nó dưới. Dạ miệng nó đang cắm đầu vậy mà nó đào đào xuống kia. Dạ mấy con này thì nó ăn những cái nhỏ, nó ăn Artemia thôi chứ nó không ăn hạt được. Tại cái miệng nó bé với mấy con chạy nguyên vậy đó. Dạ hồi bữa lúc em thả một đàn luôn, mình nhìn nó đứng vòng luôn. Giống như là mấy cái cọt cừ á, nhìn đẹp lắm. Về nó bơi, nó lung linh nhìn nó đẹp lắm. Đầu bữa nay thì ít quá còn được có mấy con. Dạ rồi mình di chuyển xuống hồi dưới mình nữa thì cũng quay lại một số cá cũ. Nhưng mà có những cái dòng như tu hú,
Đó, tru hú là cái con mà vàng vàng, cái đầu trắng trắng đen. Cái đầu có cái sọc trắng đúng không? Dạ. Những dòng này á, nó cũng là thuộc dòng tan, cũng khỏe. Mà nó có cái đặc biệt là nó ăn rêu rất là tốt. Nó ăn rỉa rêu, cái cả những cái rêu anh thấy nha, những cái rêu giống như rêu tóc nó ăn luôn, nó bứt cái nó ăn luôn. Chứ không phải là ăn những cái rêu nhỏ bám như thành kính không. Đó, những cái dòng vậy nó cũng phụ mình dọn hồ, dọn đồ đúng không? Dạ đúng rồi, nó cũng xử lý cũng ổn. Nên là đa phần cũng có nhiều anh thích nó. Dạ. Nếu nói về ăn rêu, em thấy nó ăn tốt hơn mấy cái nẻ bút này kia. Ở đây cũng có một bé yên ngựa nè, bé đang cặp mấy cái rêu gì đó trên cục đá đang ăn. Đó. Dạ. Ở với lại có một con chim dù biển đỏ nữa, con này nó lớn hơn con ngoài kia. Khi đó giống như anh thấy cái vây của nó kìa, mà nó xòe ra nó đẹp lắm. Nhìn nó giống như một cái cánh buồm cánh quạt vậy đó, nó đều hơn. Còn cái con chim dù Việt của mình thì cái vây của nó cũng xòe ra, nhưng mà nó không có được, nó hơi bị xéo xuống á. Nó không có được sang, không có được đẹp như là con này. Dạ rồi, mình di chuyển qua tiếp theo nữa thì cũng có một số hồ cũng giống như lại như là mấy cái cá cũ, mà cá lớn hơn. Nó giống như là con này cũng là con nẻ bút, mà là size nó lớn hơn, tại vì nó sợ cái màu của nó xám. Nhưng khi mà vô hồ mình ổn á, nó sẽ chuyển vàng lại. Giống như có một số dòng cá nó màu vàng á, mình thấy nó không phải là một màu, nhưng khi mà nó tươi, nó ổn định á, là cái màu nó khác. Giống như hồi nãy anh Nam nói đó, khi mà cái sinh lý nó ổn định á, tâm lý nó ổn định á, tâm lý nó ổn định á, nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ tươi, nó sung hơn. Còn vô mình bắt nó hay là mình quay nó sợ, nó biết làm gì đó. Hoảng. Dạ, là cái màu nó tối lại. Và đa phần cá biển hình như là nó như vậy. Dạ. Cái màu sắc của nó biến thiên tùy theo cái tâm trạng cảm xúc. Tâm trạng đúng rồi, dạ, tâm trạng cảm xúc của nó biến đổi nó khác nhau. Dạ rồi. Còn xuống dưới đây nữa thì chỉ có một vài bé thôi, vài bé cá bác sĩ. Dạ, những dòng này thì giống như lần trước em cũng có phân tích giới thiệu với anh Nam với lại mấy bạn mới vậy đó. Thì nó cũng rỉa mấy cái, nhưng mà nó tẩy tế bào chết trên da con cá vậy đó. Nhưng mà cái này mình cũng giống như là đính chính và nói rõ lại cho giống như một số bạn hiểu, nó tên cá bác sĩ thôi nha, chứ nó hoàn toàn không trị nấm cho con cá. Tại vì thật sự cái này hồi lúc trước có một số bạn tới shop mua, cái giống như là nói là có một số shop khác nữa tư vấn là chị nắm cho cá luôn, quăng nó vô. Dạ, nói chung là quăng nó vô đó, chị nắm cho con cá khác. Nhưng mà cái này thật sự là không phải đâu. Có thể là, có thể chắc là mấy shop đó là chắc mấy bạn nhân viên mới vô chưa có rõ. Cứ nghĩ là cá bác sĩ, tên bác sĩ là chị bệnh là chị nắm á, nhưng mà không phải. Thật sự nói ra nó tên như vậy là tại nó rỉa những cái tế bào chết, những cái da thừa, da dư, hay là giống như hồi trong cái clip trước vậy đó, giống như là nó được một cái đặc quyền là nó chui vô miệng con cá mập. Là nó rỉa mấy cái, nó xỉ găng cho cá mập vậy đó. Đó là nó ăn mấy cái thức ăn thừa dính cho cái kẽ răng của con cá mập. Đó nên đặt tên là cá bác sĩ thôi. Chứ còn chữa trị bệnh thì hoàn toàn là nó không phải đâu. Có nghĩa là người ta quan sát cái hành vi của nó cũng như là cái môi trường sống của nó thì người ta đặt cái tên cho nó như vậy. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là con cá bị bệnh xong rồi mua con cá này quăng vô là nó trị bệnh đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu nhầm rồi. Dạ mình hiểu nhầm đúng rồi đó. Em nói cái đó để như cho một số shop có thể là chia sẻ ra cho nhân viên của mình để tư vấn kỹ hơn cho khách. Chứ nhiều khi giống như ra ngoài vậy luôn thì thứ nhất là khách bị hiểu lầm. Thứ hai nhiều khi công mình bị mang tiếng ra ngoài nó lại không có tốt. Đúng rồi. Rồi đó, còn cái hộ này đó, anh Đức đang qua chiếu mình quay trên đây nữa. Đó vậy rồi. Đó này là còn một hộ nữa, đó tức là những cái có con cá đang bơi vòng trước mặt mình. Nó là dòng cá dìa. Khi mà nó nhỏ nó đẹp lắm anh, mà tự nhiên nó già cái nó xấu quá. Giống như nó nhỏ nó vàng tươi lắm luôn, mà rất là nhiều anh thích luôn, mà tự nhiên cái nó lớn lên cái càng màu cái như nó bị đậm lại, cái nó xanh xong cái nó đậm luôn. Giống như càng già nó càng xấu vậy, nó không còn đẹp như lúc trẻ nữa. Cái dòng cá này nó là vậy luôn á. Dạ, nó biến đổi. Dạ. Đó với lại ở phía trong nữa là cũng có những con mó chuối, những con mó lưng cam, chim dù hay là những con Nemo bò sữa nhỏ. Đó dạ. Rồi còn hồ phía trên của mình nữa thì cũng có một hai dòng Nemo. Và đặc biệt hồ này là em để quỳ. Để quỳ, dạ, ở chung với Nemo. Em để quỳ và em thả chung tập hết cái Nemo cho nó hết. Đó, để cái vấn đề đây á, thứ nhất á là em cũng nói cho khách biết được, giống như là tại sự giống như có nhiều khách tới đây còn so sánh nó, ủa sao anh sao Nemo á mấy shop kia bán có 80.000, 90.000, 100.000 con à. Sao shop anh bán tới 150, 250 con lận. Đó thì em mới phân tích ra cho khách. Thứ nhất á là nếu nói về cái màu sắc á thì thật sự là cái màu cam đậm với cam nhạt cũng không hẳn nói lên được đó là Nemo tự nhiên hay đột biến. Với lộn, xin lỗi, là tự nhiên hay nhân tạo. Đó, còn ở đây cái vấn đề ở đây á, một cái mà mình nhận biết rõ ràng nhất tức là mình coi con Nemo nó có năng quyền hay không, nó có chơi con quyền hay không. Cái đó là mình phân ra được đó là Nemo tự nhiên hay là nhân tạo, và cái giá trị của nó cũng nằm ở đó. Và khi cái giá trị của nó nằm ở đó, không ví dụ giờ con Nemo đó nó nằm quỳ đi, nó là dòng tự nhiên như tất cả bên em bán tại em xúc nó trơn rồi còn có con à. Giống như mình không thấy được chiếc bồn khi mà nhiều á là nó chơi nó nằm con quỳ chia, nó chia từng nhóm nhìn nó dễ thương lắm. Và khi nó nằm lên quỳ á thì thứ nhất là chứng tỏ được là nó là dòng Nemo tự nhiên nè. Thứ hai nữa, nếu nói về sức khỏe thì thật sự là tự nhiên vẫn tốt hơn. Nó khỏe mạnh hơn, sức sống của nó cũng mãnh liệt hơn là những cái nhân tạo. Dạ. Ok các bạn biết được một điều khá là hay nữa, đó là con Nemo tự nhiên thì nó sẽ biết tương tác, biết chơi với lại quỳ.
Dạ. Đó, thì mình nhìn cái đó là mình sẽ phân biệt được tự nhiên hay là nhân tạo. Tại vì nhân tạo thì nó sẽ không có cái bản năng đó. Dạ. Nó không có ở trong cái môi trường biển cả đâu, ra nó không có, nó không hiểu, nó không có biết cái mối quan hệ. Đúng rồi. Cộng sinh. Dạ đúng rồi. Nó không biết mối quan hệ cộng sinh của nhau. Nó không hiểu cái đó. Nó đa phần là như vậy đó, nên này em để chung vậy để cho quá hay quá hay. Dạ. Một cái tip. Dạ, cái đó là cái chứng minh rõ ràng nhất. Chứ nhiều khi mình nói thì ai nói cũng được, ai nói liên thuyên cũng mình nói cũng màu đậm màu lợt thì nó chung chung quá. Dạ, đúng rồi, nó chung chung nhất này là mình chứng minh vậy là một cách rõ ràng nhất. Okay. Và khách của người ta cũng dễ tin và tin rõ ràng nhất cho mình luôn. Rõ ràng nó logic nữa. Dạ dạ đúng rồi. Tự nhiên. Dạ rồi. Quá wow, ok. Bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển ra phía ngoài anh rồi, Nam ha. Ok rồi, em. Di chuyển ngoài Đức luôn. Dạ. Cá đẹp quá, công nhận cá mới về phê quá. Dạ. Ôi có con này nãy mình có quay chưa ta? Dạ con trạng nguyên xanh á. À trạng nguyên xanh. Dạ, à, nói luôn á. Chưa rõ. Hồi mấy bữa có con trạng nguyên bảy màu nè, trạng nguyên đỏ nè, đẹp hơn con này luôn. Nhưng mà tại do nó đẹp quá cái người ta lấy hết trơn. Dạ. Giờ đó. Còn con này là nó cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng hai dòng kia. Nhưng mà đặc biệt cái thì dòng này nó nhảy hơn, nó khỏe hơn. Nó ăn nhảy hơn, nó ăn Artemia nó tốt hơn là một số cái dòng kia. Dạ. Phải gì mà giống như là anh em mình tới sớm xíu nữa, gặp nhau sớm xíu nữa là được nhiều dòng cá hơn nữa rồi. Tại hôm qua bên em làm chương trình á, nó giống như là sau này tụi em giống như là cũng kích thích cho cái nhu cầu phát triển công việc của tụi em hay là khách hàng này. Tại cũng có một số anh chị cũng nói em giống như là sao bán mà không có chương trình, không có giảm giá gì hết. Hồi lâu lâu giống như là em cũng kích cầu cho cái anh em chung á, chơi cho nó dễ. Là thường thường em sẽ vào những cái dịp cuối tuần là thứ bảy hoặc chủ nhật cái đó, tụi em sẽ ấn định ra một ngày hoặc là những cái ngày lễ lớn gì đó, thì tụi em sẽ có hẹn khách trước khoảng 2-3 hôm thì em sẽ có một buổi livestream. Đó thì trong cái buổi livestream đó giống như là khách sẽ chốt trên livestream bình luận giùm em hay là chia sẻ qua livestream các em giùm, thì tụi em sẽ có những ưu đãi cho khách hàng đó. Wow, là okay. Từ 10-15-20% tùy đó. Mọi người dễ tiếp cận hơn. Dạ. Ok em ơi, bữa giờ mình nói về cá nhiều rồi, giờ mình mà chưa có chia sẻ cái gọi là cái gì ta? Về thức ăn, về cách chăm sóc đồ này nọ các thứ, hoặc là muối khoáng đồ ABCD các thứ, giờ em chia sẻ thêm về vụ này đi. Dạ, nếu mà giờ vậy thôi giờ mình quay qua bên cái phần thiết bị đi ha. Ok. Đó là bên này. Đó bây giờ mình đi từ dưới lên đi. Đó những cái khúc ở dưới đây có coi như những cái này là nó sẽ có được những cái dòng test nè. Đó như cái này là test 3 chất chất chính, KC, KH, Magie, cái này là nọ 3B4. Thì hầu như năm chất này là năm cái chất duy trì và hầu như là ở nhà của tất cả những ai mà ngập mặn cũng đều có như cái phần một cái gọi là một cái bàn hóa học đều có những cái bộ này hết. Đó thì cái Dexia này em thấy nó rất là ổn định. Giống dân như chơi là... cá biển rồi dân ngập mặn à. Dạ có thể nói gì đi. Tại vì nó bị đúng lắm mình và nó có nhiều cái lắm mình không có nói được. Mình cũng vui đó. Vui. Dạ. Thì cái bộ test của Dexia này em thấy nó rất là ổn. Giá thành nó cũng vừa phải và cái độ gọi là phủ rộng của nó cũng tốt nên hầu như là anh em nào cũng dùng. Đó còn ở phía trên này thì mình có những cái dòng của Sanifer. Thì cũng có một số anh cũng khuyên nó nói về độ chính xác nó cũng rất là ok, cũng rất là hay. Đó nên là đa phần hai cái này là hai cái test gọi là cơ bản mà tụi em bán được nhiều nhất và cũng nhiều khách sạn nhất. Và sẽ có một cái test khác nữa là test điện tử á của dòng Hana. Cái này tụi em cũng xuất hết hàng rồi, tụi em cũng không có còn chung mẫu ở đây. Nó chưa cái test đó, nó giống như quả trứng gì đó, thường hay nói là test quả trứng á. Cái đó là nói về chính xác, nó độ chính xác nhất và nó cũng dễ xài nhất. Đó và nó cũng giống như nhưng mà có một cái nhược điểm mà cái giá thành nó cao hơn mấy cái này. Đó, còn qua bên phải này ở trên cũng có test Hana. Ở dưới nữa thì cái này là có những cái dòng vi sinh mà cái này là dạng bio, dạng vi sinh ống á. Cái này là dành cho những anh hồ lớn nè và những anh giống như là có thể là hơi không có thời gian hay là dùng từ khác nó hơi lười á. Thì cái này mình xài có thể là một ống của nó ví dụ như dành như là cho 200 lít đúng không ta? Một ống của nó là dành cho 200 lít, ví dụ như hồ mình 200 lít đi thì mình bỏ vô một ống đó là có thể 2 tuần mình mới chăm là một lần. Nó tiện hơn, không cần phải tuần nào cũng chăm như những dòng vi sinh khác. Đó còn qua bên này nữa, những cái dòng màu tím này thì là của Aqua Forest. Đó thì cái này nó có BOS là dành cho những cái hồ giống như là nuôi cá nhiều nè, hoặc cá không hoặc là sông ít thôi. Đó là những dòng BOS. Còn tiếp theo nữa là cái có cái RBO trong này, nó là vi sinh dành cho hồ cá biển. Đó còn cái này là anh trừ NB RO là cái này là thức ăn vi sinh. Nhưng cái này nó có thì một cái tốt nữa là nó giảm cái nọ 3B4 trong hồ mình luôn. Đó thì cái này bên cái vi sinh Avelred này thật sự là theo em thấy thì hầu như là ít người dùng. Tại vì giống như là có thể giá thành nè nó và này nọ và nó có một cái nhược điểm rất là lớn và tại sao các shop không có bán là do chiết khấu của tự lý ít quá cái mình ít hơn. Còn bên em này thật sự cái chuyện chiết khấu á trở lại cái lợi nhuận của em so giữa shop với đại lý, có thể chiết khấu ít hay nhiều cũng được nhưng ở đây hầu như tất cả cái hồ trưng bày của em hay là em chơi cái cách trên phòng ngủ của em vậy hồi lúc trước cho tới bây giờ em xài mỗi hồ một loại vi sinh khác nhau để cái đó là một cái trải nghiệm của em, một cái trải nghiệm giống như là để cho
em chính em thấy được là vi sinh nào nó như thế nào, nó mạnh cái nào, nó khỏe cái nào, hay là sai cò chảy nước ban đầu là cần những dòng vi sinh nào, để em hiểu hết, đem tư vấn khách hàng cho một cách gọi là rất rõ nhất, chứ không phải là quyền lợi. Ví dụ bây giờ cái vi sinh A đi được chiết khấu rất là cao thì bán vi sinh A thôi, không bán vi sinh khác, thì cái đó cũng là một cái yếu cho em, và một cái gì đó không, khách hàng không có tiếp cận được. Ở như theo em thôi, em thấy cái Avorex này ổn. Nói chung một sự như hồi nãy giờ tất cả anh em thấy mà em quay vòng nãy giờ đó, hồ dưỡng cáo em xài này không á. Em thấy nó rất là nhiều khi cái thói quen tiêu dùng của người ta chưa biết tới. Đúng rồi, thật sự mà nói á, là khách hàng á, là do shop thôi. Giống như bây giờ shop nói cái gì khách nghe cái đó. Ví dụ bây giờ anh Nam là người mới vô đi, anh Nam vừa nói Tuấn ơi, anh mới vô chơi anh xài cái vi sinh nào là tốt vậy? Thì thật sự ví dụ bây giờ em thấy rồi cái vi sinh A kia chiết khấu cho em hả 30% lượng, nó vi sinh A này tốt nè anh Nam. Thì anh Nam nghe theo chứ anh Nam cũng đâu có biết gì đâu. Còn như thằng này giờ chiết khấu cho em ít quá, dù giờ được có 15%, 10% thôi. Em không giới thiệu này, tao bán này em lại không bằng kia. Anh Nam không tiếp cận với thằng này. Đó là do cái đó là một cái yếu. Cái này là em thấy nếu mà khách dùng là rất là tiết kiệm. Dạ. Tiết kiệm về chi phí á. Dạ. Tại vì cái thứ nhất á, là cái này là nó là dạng vi sinh đậm. Là một giọt cho 100 lít. Đó nên là nó rất là đậm đặc. Mà cái thứ hai nữa là khi mà anh dùng kết hợp với lại thức ăn vi sinh của thằng này, thường á là những cái vi sinh kia á, nó chỉ khử NH3 với NO2 thôi. Nhưng mà cái vi sinh này nếu mà anh kết hợp với cái thằng này nè, thức ăn vi sinh á, là nó khử thêm NO3B4 nữa. Thay vì là mình phải mua thêm những cái lò khử để khử NO3B4, mình tốn tiền lò nè, tốn tiền vật liệu khử nè, thì mình chỉ còn dùng một cái chai thức ăn vi sinh này thôi là nó sẽ giải quyết được. Có nghĩa là chung cái hãng combo, nó xí gì hãng nó làm ra cái combo này luôn, là nó hỗ trợ cho nhau. Dạ đúng rồi, dạ. Đó là những cái phân tích mà giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. Dạ. Tú vừa phân tích chúng ta. Dạ. Đó là còn mà di chuyển lên phía trên nữa, mình nói cho bài học này trước. Ở như bên trái mình có cái robot. Đó thì cái này cũng là sản phẩm của Dexia để giảm cho cái hàm lượng NO3B4 trong hồ mình. Cái này nó cũng rất là tốt, rất hiệu quả và hầu như anh em nào cũng thích dùng hết. Đó còn qua bên phải nữa thì mình có mấy cái chăm chất như magie, KH. Đó thì hai thằng này nói chung là cũng Dexia cũng nhiều. Nó cũng nhiều người dùng, cũng dễ xài. Còn qua đây nữa thì nó có những cái dòng A, B, C, D ở trong nó, tại vì chỗ của em chất nó không có đủ á. Nó những cái dòng nó tăng màu cho san hô của mình. Đã dụ như là A tăng màu gì, B tăng màu gì, C tăng màu gì, D tăng màu gì đó. Ví dụ như bạn nào cần nghiên cứu kỹ thì vô trong cái web của em. Em có cái web Unafix á, nếu như mình vô trong đó thì em sẽ có một cái khúc phần mô tả dưới đó, em sẽ ghi chi tiết ra cho mình, chứ gì bây giờ khi em nói nhiều quá thì các bạn nghe cũng không có nhớ kịp được. Lung bung hết. Dạ. Đó, còn tiếp theo nữa thì nó có cái AB cộng. Ở cái sản phẩm này là thức ăn cho san hô. Thì cái này cũng rất là nhiều người tin dùng. Thì hầu như là em thấy nó tốt, em thấy nó ổn. Đó, và em thấy em cũng nên khuyên là các bạn cũng nên dùng cái này. Em thấy là nó ok á với cái hồ của mình. Ở còn phía dưới này nữa là mình có những cái này là những cái chai Coroarit này là giúp san hô. Ở cái này nó là một cái dạng đậm đặc. Nó là một cái dạng đậm đặc mà cái này cũng rất là nhiều người dùng để cho giống như là khi mà san hô mình mới mua ngoài về á, thật sự á là có shop á thì là kỹ, có shop không kỹ, hoặc là nhiều khi là chi phí nữa khó nói lắm. Giống như ví dụ bây giờ trường hợp đi, không phải là nói bên này mà mình đốt bên kia, giống như bên em san hô về, tại vì cái này là chính tụi em bảo vệ tụi em trước, là tụi em nhập san hô từ cái ngoài biển về là tụi em phải giếp hết là cái giếp đó là như thế nào, nó là một cái loại thuốc để mà nó trừ mấy cái sâu ra, giống như mấy cái sâu lá, mấy cái dung hại đồ trong những con san hô ngoài biển thiên nhiên á, là nó sẽ loại ra ngoài hết. Và cho dù cái hồ của em, tại tụi em dưới đây tụi em cũng dưỡng con san hô rất là lâu, tại như là tụi em lấy san hô về đa phần là tụi em dưỡng cho nó khỏe xong tụi em mới xuất cho khách hàng của mình. Nếu trong hồ của mình mà nó quá nhiều sâu thì nó sẽ phá hại san hô của mình, thì thứ nhất nó không tốt cho em, và thứ hai nữa là nó sẽ không có tốt cho cái hồ của khách khi khách mua san hô. Và các bạn để ý giống như là khi mình mua cái san hô về á, có thể có một số shop giống như là do quá nhiều việc hay sau đó giống như là người ta cũng ít có xử lý cái chuyện đó. Thì khi cục san hô mình về mà thấy nó có những cái hiện tượng, những cái gọi là những cái mảng đen nhỏ, hoặc là những cái con nó bò trong cái san hô mà nó đó, những con sâu đó nó vào một thời gian là nó sẽ ăn cái con san hô đó và nó lây qua luôn cái hồ của mình luôn, nó lây hết mấy câu còn lại luôn. Dạ đúng rồi, lây hết luôn. Nguy hiểm quá. Dạ nó nguy hiểm, nhưng mà cái này thật sự không phải nói vậy. Bây giờ ví dụ không phải là shop em mà cũng có nhiều shop khác là làm việc cũng có rất là có lương tâm, là người ta cũng đều có zip san hô hết. Nhưng mà các bạn thật sự khi mình về hồ của mình á, mình cũng phải nên zip xong mới cho vô hồ của mình. Tại vì nó cũng có một cái nhược điểm gì nè, thật sự những cái thuốc này á, giống như bây giờ người ta nghiên cứu ra được á, cũng chỉ zip được con sâu thôi, tức là dù giờ con sâu nó hình thành, nó trưởng thành rồi thì mới zip nó ra được. Còn nhưng mà có một số cái nữa, hình như cái nhược điểm là cái trứng của con sâu thì nó không zip được. Thì đó, giống như bây giờ ví dụ giờ bạn, các bạn qua mua san hô của em là tụi em đã, tụi em nói là tụi em đã giếp hết rồi, nhưng tại sao khi bóc con san hô tụi em về hồ rồi một thời gian sau
giống như là 3-4 tuần sau y cho nó có sâu kiểu sâu bên bên chỗ anh Tuấn Junofit nói là không có sâu, giờ có sâu nữa. Thì đó, cái đó là hiểu giùm cho mình, tức là nhiều khi là cái trứng nó phát triển thành con sâu mà cái zip này thì nó lại không có được. Thì đó, cái đó khi mà mình thấy nữa thì là mình lại làm tiếp theo nữa là mình lấy con sâu từ trong hồ mình ra, mình zip nó, mình cho hồ lại Nhưng mà tốt nhất là khi mình đem về nhà mình cũng nên zip lại, nên zip và dạ, mình xử lý hết đi. Cái đó là cách gọi là mình gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình phải xử lý từ đầu trước để cho nó chắc, chứ nhiều khi mình đem về rồi thì nó lại không có hay. Còn tiếp theo nữa thì có một cái zip ít. Zip ít này là sản phẩm của Dexia, thì chung với cái kia cái giá thành của nó rẻ hơn, nó nên kia hơn, thì đa phần cũng có nhiều anh thích lắm. Nhưng mà thật sự nói từ mềm ở đây chứ em thấy nó cũng vậy vậy. Tại vì giống như mỗi một lần như cái này đi, mình xài á, hình như của nó là nó bao nhiêu đậm đặc, hình như là nó là 5 giọt ha, 5 giọt cho 3.6 lít phải không? 3.8 lít. 30 giọt cho 3.8 lít. Cái này nó là 30 giọt, nó mình cho 3.8 lít, mình để từ 5 tới 10 phút. Thì thật sự cái chai này á, mình xài nó rất là lâu nó mới hết. Còn em thấy còn thằng này mỗi một lần á là xài trên đây nó có để là 10ml cho một lít. Sự em thấy nó nhanh hết nó cũng vậy à. Nhưng mà đa phần cái này tại nó rẻ, nên tức là sẽ có nhiều bạn thích xài dễ cái này. Mua hơn. Nó dễ mua. Dễ mua thôi. Nhưng mà thật sự cái sản phẩm thì nó đều là như nhau thôi. Còn ở như bên này thì em có mấy cái đồ chiều kính vuông nè. Mấy cái sản phẩm này cũng rất là dễ xài, nó chắc, nó dễ chùi. Và em thấy nó hết nó chùi nó tốt chút, để qua hồi trưng bày em có để mấy cục ở trên hồi trưng bày của em nó tốt mấy cục bự luôn. Chùi nó sẽ sạch hơn. Còn ở phía trên này thì có những cái gọi là cái bút đo đậu mặn. Cái ống dòm á, nó là dành cho những bạn mới vô, và bắt buộc là bạn nào phải có cái này để mình theo dõi được cái độ mặn ở trong hồ của mình là nó đang ở mức độ bao nhiêu để mình quản được. Chứ tại giống như mình phải giữ cho cái hồ mình nó ổn định. Đúng ví dụ rồi. Bây giờ hồ mình, ví dụ như cái hồ mình là cái hồ chơi ở nhà mình, độ mặn nó dao động từ 24 tới 26, thì không nhất thiết là thật sự nếu mà nói độ mặn nào tốt nhất thì theo như kinh nghiệm của em và những gì đó hiểu biết từ những người anh của em trong viện hải dương học chia sẻ ra thì không có cái độ mặn nào là gọi là tốt nhất hết, chỉ có cái độ mặn ổn định nhất. Ví dụ bây giờ như hồ của Nam đi, Nam chơi 24 mà để 24 hoài luôn là tốt nhất. Đúng, môi trường ổn định. Dạ đúng, không sao. Ví dụ bây giờ qua hồ Đức, anh Đức nói là 25 tốt nhất, anh Đức chơi 25 hoài luôn tốt nhất. Như em nói hồ của em 26 mới tốt nhất, hiện chơi 26 hoài nó không sao. Nhưng nếu ba anh em mình mà cứ trộn với nhau 24, 26, 46 như là như mình nhảy hoài đó thì là con cá trong hồ nó đều chết hết, nó không. Tại vì những được. Cái sinh vật trong hồ đó đã quen, nó thích nghi cái độ mặn đó rồi. Mà bây giờ mình tuột mặn hoặc mình lên mặn cái là nó sốc liền, nó thay đổi. Đúng rồi đó. Cái này cũng là một cái kinh nghiệm em chia sẻ. Chứ nhiều khi có những bạn không có hiểu, cứ là qua shop này nói 24, qua shop kia nói 25, còn qua shop nọ nói 26, nhưng khi là bị quay về sản luôn. Dạ, tại cái môn chơi này thật sự bị rối lắm. Bởi em hay khuyên mấy bạn á, giống như là mình đi khám chữa bệnh đi, giống như sợ giống như là bên gia đình của em vậy đó, là có một cái thói quen, tức là ví dụ như là theo một cái bác sĩ đó, là giống như bác sĩ đó như là bác sĩ tên gì ta quên gì ta, cái chỗ mình hay khám á theo suốt luôn. Đúng rồi, giống như theo suốt, giống như là cái chú đó từ lúc còn trẻ, bác Lộc, bác sĩ Lộc, giống như bác sĩ Lộc hồi lúc trước đó là giám đốc của bệnh viện Triều An á, này em nói ngoài chiều lại chút xíu. Tức là sao, giống như mình theo một bác sĩ thôi, là từ lúc bác nó còn trẻ, bây giờ tới bác nó già mà có thể giờ chắc cũng gần sắp chết, bác cũng hơi bị chậm luôn rồi. Nhưng mà giống như ví dụ bây giờ trường hợp anh Nam theo một bác đó thôi, khi mà ví dụ giờ bữa nay anh Nam nói bị cảm tới, nó bác còn bị cảm, là cái bác có lực cái hồ sơ mình ra là có luôn cái đó, là giống như là trong người mình có giống như là không hợp với thuốc nào đó, là người ta hiểu được cái bệnh tình như thế nào, người ta cho mình những cái thuốc đó phù hợp nhất. Thì giống như cái môn chơi này cũng vậy á, giống như là mình theo một thầy tức là sao, ví dụ bây giờ các bạn phải tin, giống như các bạn nó chọn sớm rồi là phải tin. Còn nếu trường hợp nếu như tới một cái giai đoạn nào đó mình không tin là không hợp tác nữa. Giống như là mình không tin là mình không có hợp tác shop, nó qua một shop khác mà nên theo một shop thôi. Là lý do là tại sao, giống như là cái shop nó hiểu cái hồ của mình, và cái shop cũng có mỗi một shop có cái kinh nghiệm khác, nó khác nhau. Chứ còn giống như mấy bạn đừng có đứng lúc này trong lúc nọ, tức là bữa nay shop này nghe người này cái kia làm về đổi rồi. Đúng rồi đó, giống như em nói nãy đó, tức là ví dụ giờ shop này 24 tới kia 25 tới kia 26, mà cứ mỗi một tuần mà cứ qua ba shop mà cứ hai ngày đổi là sự bây giờ cái hồ đó không bao giờ là tốt được. Dạ, sinh vật sống nó chịu không chịu nổi luôn. Lúc đó mình nó giống như là lúc đó thành vật thí nghiệm cho mình. Đúng rồi, dạ không phải là nuôi nữa. Dạ đó, mình nên theo là một thầy thôi là như vậy. Rồi đó, mình di chuyển lên ở phía trên này nữa thì có những cái này là những cái NO Bato này, đó là những cái sản phẩm của bên Fona. Là khác vật liệu khử. Nó là vật liệu khử khác. Cái gì thôi, em thấy nó cũng tốt nên em cũng có bán. Còn cái này nữa là cái này là 4 trong 1, này là cái len. Cái len mà để cho mấy bạn để mà mình chụp hình quay phim màu san hô vậy đó. Còn cái này là những cái kẹp rong. Cho những cái dòng tan nó ăn rong này nọ đó, để mình kẹp vô đó để cho nó rỉa nó ăn. Để lơ lửng, chứ còn mà bên cái biển này nó có nhiều con, nó có đặc thù, nó không có thích lụm. Tức là những cái hạt thức ăn là như vậy mà nó rớt xuống đáy rồi nó bỏ luôn, nó lượn. Cái nào mà nó trôi lửng là nó lửng lượn. Dạ, thì nó lại ăn. Còn di chuyển qua bên này nữa thì có những cái sản phẩm của Ocean Nuki. Thuốc này là của cái thức ăn của Thái Lan á. Em thấy hầu như đa phần là thích. Đa phần khách hàng dùng nhiều em thấy nó cũng ổn. Là như đây có thức ăn lá đạm nè, cái này là lá rau nè,
cái này là hạt rau nè, cái này là hạt đạm nè. Nó chia ra những dòng hạt này là cho tất cả các cá đều ăn hết, những dòng hề dòng gì cũng ăn, còn những cái dòng lá này là dành cho những dòng tan. Những cái dòng mà cá nhỏ hoặc là mình đổi khẩu vị đổi món, giống như là mình ăn hoài một món cũng ngán, ăn cơm hoài cũng ngán, không mình ăn phở ăn bún bò ăn tùm lum tà la đó mình sẽ dễ hơn. Con cá nó cũng vậy, tùy còn... cái thôi chứ đòi ăn tùm lum tà la ăn đòn nó tùy cái thôi. Dạ nó còn dưới dưới này nữa đi, ở này nữa là nó là nó còn những cái thức ăn san hô nè. Bản này nó là dạng hạt cũng của cái này, ở cái này cũng có nhiều anh thích xài. Ở bản này nó là dạng hạt, còn qua này nó là cái thức ăn chuyên dụng cho quỳ nó, để cho con mào nó giữ quỳ được nó tốt hơn này kia. Ở còn tiếp theo nữa là cái này là thức ăn này của Đức, của CBL. Cái này em thấy nó rất ổn. Và đa phần bên em là em cho cá bên em ăn á, hồ dưỡng em cho cái này. Tại theo như em cảm nhận được á, cái hạt của nó mềm. Hình như em dành nhiều thời gian trong cái hồ đó, giống như là em rảnh đi, bữa nào em rảnh á, em ngồi em tập trung cho một cái hồ đó em nhìn thôi. Em thấy cho con cá ăn giữa cái hạt thái hay là những cái thức ăn khác, so với cái hạt này á, em thấy con cá nó dễ tiêu hóa hơn. Tại do cái hạt của nó mềm, con cá nó cũng dễ ăn nè. Cá nhỏ cũng được, cá lớn cũng được, và đặc biệt nó dễ tiêu hóa. Còn cái này á, thật sự bên em cũng có một số cái giống như là mình cho con cá ăn mà nó nhiều quá, mà những cái hạt nó cứng quá đó, cái nó bị sình bụng luôn. Còn nó bị hay quá được, nó anh cũng biết đó, mấy anh nuôi cái gì á là ngồi dành thời gian để ngắm nghía cái dạ. Cái hồ của mình và hiểu rõ con cá này nó có sở thích gì, như thế nào là nó khoái, nó thích luôn. Dạ. Ngồi ngắm nhìn hay lắm, mình hiểu nó. Còn cái tiếp theo nữa là cái body flap. Cái này nó cũng là một cái thức ăn cho san hô. Cái này cũng rất là nhiều anh tin dùng. Cái này nó có hai loại, một loại dạng bột, một loại dạng nước. Một loại dạng bột thì bên em hết rồi. Với lại cái đó em cũng ít bán, tại sản phẩm nó theo như kinh nghiệm của em thì nó cũng không có được ổn định lắm. Năm đó em không bán. Cái này là loại nước. Còn tiếp theo cái vết đen này nữa là cái diệt rêu. Nó để giống như là mình, nó giống như một loại vi sinh mà để xử lý mấy cái rêu, hạn chế rêu mọc ở trong hồ của mình vậy đó. Còn mấy cái kế bên này nữa là những cái sản phẩm của Sichem, giống như là mấy cái dầu tỏi hay là mấy cái tăng màu rip lút của Sichem nè, hay là Corolite, cái này thảo tím. Còn mấy cái Piton này với lại Su Lăng Tông này nè, cái hai sản phẩm này là cũng là thức ăn cho san hô, em thấy nó rất là tốt. Mà cái giá thành nó cũng rẻ nữa, nó là sản phẩm của Sichem. Em thấy nó ổn. Còn mình kế bên này nữa, ở cái phía trên này nữa là có những cái dòng sản phẩm của Bách Tu 7. Thật sự cái Bách Tu 7 này nó là một cái chủng vi sinh rất là thương hiệu, rất là tốt. Nhưng mà các bạn phải theo em, cá nhân em phải hiểu rõ nè, thật sự con cái chủng vi sinh Bách Tu 7 này nó là chủng yếu. Tức là khi mà cái hồ của mình nó đã ổn định rồi á thì mình dùng cái này nó mới tốt. Tại có một số bạn không có hiểu, cứ như là cứ qua giống như bên em rồi nói như là em phân tích, nhiều khi có một số bạn giống như là cự lại. Giống như nó là ủa sao bên shop khác nói cái dòng này tốt mà sao em anh nói là sai, còn không nên dùng phần này nó không có tốt. Thì em phân tích ra cho mình hiểu, tức là nó là một cái dòng tốt, tốt với điều kiện cái hồ mình nó đã ổn định rồi. Tức là giống như là cái hồ mình quen rồi á thì là nó duy trì rất là tốt. Nhưng mà khi cái hồ mình mà mới sai cò á thì nó là sai cò sữa nó không tốt. Sai cò thì yếu quá, nó yếu quá. Yếu luôn, nó nhẹ quá. Như sai cò mình xài qua cái kế bên là cái stability của Sichem. Nó là một cái chủng nó mạnh, nó trâu, nó hình thành cái hệ sinh thái cho mình nó tốt hơn theo những cái kinh nghiệm của bên em thôi. Nhanh cái quá trình nó diễn sai cò nhanh hơn. Dạ đúng rồi, có thể là mình sai cò bằng hàng này đi, xong rồi ổn định rồi cái hồ mình có thể qua tháng thứ 2 thứ 3 mà cá sẽ hồi tốt rồi mình duy trì á thì chuyển qua tờ 7 này nó rất ok. Cái Bách Tu 7 á, tại vì được cái chủng vi sinh của nó thường á là tất cả những cái vi sinh là nó ở thể ngủ. Nó ở thể đông ngủ đông. Thì á vô hồ của anh á khoảng trong vòng khoảng từ 18 đến 24 tiếng nó mới bắt đầu nó thức dậy và nó hoạt động. Nhưng mà cái thằng Bách Tu 7 này á, anh vô hồ của anh á khoảng chừng mấy tiếng thôi là nó thức dậy. Hoạt động liền luôn. Đúng rồi, nó là nó ở người ta ấy sản xuất theo cái dạng mà enzyme á, nên là nó cái vi sinh của nó hoạt động rất là nhanh. Nó được như vậy đó. Nhưng mà còn nói về mà sai cổ á, thì em thấy là nên sai cổ cái thằng stability của Sichem á, nó sẽ chạy hơn. Em thấy ok các bạn, ghé lại Unafit thì gặp được rất là nhiều bạn cá mới, thì nãy giờ Tuấn đã giới thiệu cho tất cả chúng ta coi như là biết về cái thông tin, tên gọi và màu sắc phải nói là rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Thì còn vấn đề mà thức ăn phụ kiện vi sinh như thế này thì thật sự mà nói là nó quá nhiều đi các bạn, không thể nào nắm bắt được. Cho nên là bạn nào mà gọi là bước vô con đường ngập mặn rồi á, muốn tìm hiểu mấy cái này thì chúng ta có thể tới đây hai ngồi trò chuyện, phân tích ra. Tuấn và Tú sẽ phân tích cho các bạn coi như là nên xài cái sản phẩm nào phù hợp cho cái điều kiện của mình. Đó là điều tốt nhất cho cái này hằng hà sa số những cái sản phẩm
rất là chuyên dụng, rất là xịn sò của những cái hãng rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà nó quá đa dạng đi, thật sự nãy giờ mình nghe mình cũng lung lỗ tai luôn. Mình không có nắm bắt được. Ok mọi người, rồi thank you em rất là nhiều với những cái chia sẻ về cá. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những clip hấp dẫn nhất. Bye bye. Dạ. Chào các bạn.